Rồi tiếp tục chuỗi phát sinh ngày 3 tháng 3 thì trước đó ngày 2 tháng 2 kết phiên 1024 trạng thái vẫn giữ lại sọt. Đầu phiên 3 tháng 3 có lệnh sọt. Tiếp tục 9 giờ 30 phút nha anh em. Sau đó nó giảm liên tục. Đến 10 giờ thì nó cho mình đi kiểm tra tín hiệu. Tín hiệu này sọt ngay lập tức luôn anh em. Không cần kiểm tra nữa, 0 1025.4 10 giờ 15 sang những tín hiệu là lỗi bỏ lỗi liên tục luôn, không có gì để coi hết em, liên tục lỗi luôn anh em, những tín hiệu này không có gì hết. Mình nhìn sơ qua rồi về 1005.2 như vậy là đúng một lệnh luôn anh em. Mười chín điểm. Rồi như vậy là phiên 3 tháng 3 là một lệnh duy nhất nắm lệnh short toàn phiên 19 điểm lời nha anh em, và tiếp tục nắm qua đêm với lệnh short ở vùng 1005.2. Ok, kết thúc nha anh em.